Đây là cảnh tượng thường thấy vào giờ cao điểm trên tuyến đường xa lộ Hà Nội, đoạn qua cổng khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Từng tốp sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và công nhân đua nhau băng qua đường, cắt ngang độ xe ô tô, khiến cho nhiều tài xế phải giật mình phanh gấp. Những người này họ bất chấp nguy hiểm băng qua trục quốc lộ, chui qua những hàng cây để băng sang bên đường. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do không có cầu vượt nên người dân ngại phải đi vòng xa hơn gần 500m, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng và lực lượng chức năng xử phạt để vượt sang đường. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chương trình. Để băng qua bên kia đường, nữ sinh này đã phải đứng giữa làn đường suốt hơn 20 phút để chờ đợi từng tốp xe tải, container chạy ngang qua. Tại vì đi qua rất là gần cho nên là mọi người đi qua cho nó nhanh, đi chung với nhau là băng thẳng qua bên kia rất là nguy hiểm. Chỉ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ buổi trưa, ghi nhận tại xa lộ Hà Nội trước trung tâm đào tạo khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhóm sinh viên băng qua lại các làn đường, chui qua hàng cây ở giải phân cách để sang bên kia đường, mặc dù nơi đây không hề có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Trong khi đó, lại có rất nhiều phương tiện xe tải, container lưu thông với tốc độ khá nhanh, hiểm nguy trực chờ. Cũng nhà trường cũng có nhắc nhở là phải đi vòng đi xuống đèn xanh đỏ để đón xe buýt về. Trường nhắc nhở học sinh nhiều lần quá rồi, học sinh cũng như thế rồi. Một số cá nhân khi băng qua đường, ở các phần đường không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, rất là nguy hiểm, nhất là đối với việc băng qua đường đó là nó ngay sát chân cầu mà có nhiều xe lưu thông đổ xuống. Hành vi của họ đã vi phạm pháp luật giao thông và có thể bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.